Tìm ơi để gửi khúc nhạc buồn đến cuối cùng đây, để thức tình dung hồn tìm đi đâu. Tìm ơi đi chỉ còn đêm đây là đêm cuối cùng, tìm nằm trong mây gia đình đây. Sáng mai thì tìm phải tan đồng, tìm ơi tìm làm bạn với cỏ cây buông thu ở ngoài đồi có khổ không tìm thì mời đêm nay là đêm cuối chưa sau cùng gọi thì bé ai trong đường mắt suốt rồi đường mắt suốt rồi hát khóc gọi vong ơi ra đây cụ ở chốn nơi nào, cụ hãy về đây mà chứng giám cho các cụ dân làng, dâng cho cụ tuần hương. Niệm Nam Mô A Di Đà. Tuần hương dâng lên cầu Phật chứ cầu giời, cầu cho bây giờ mà con cháu mà để gia đình cụ được bình yên. Niệm Nam Mô A Di Đà. Cụ vong ơi tuần hướng dâng lên cầu Phật chứ cầu giời, cầu cho bây giờ mà cụ được về nơi chư thiên đàng ơi hỡi cụ vong ơi. Niệm Nam Mô A Di Đà. Tiến đăng tuần đăng tỏa sáng dâng lên viếng cụ, lúc đi xa cõi trần cụ về nhận được hương đăng dẫn đường. Hơi vong linh cụ ơi, giờ đây cụ ở chốn nơi nào, cụ hãy về đây mà chứng giám cho các cụ dân làng, dâng cho cụ tuần đăng. Niệm Nam Mô A Di Đà. Cụ có khôn thiêng thì hãy phù hộ có độ chỉ cho bây giờ mà các cụ dân làng nay được bình yên. Niệm Nam Mô A Di Đà.
bước vào thắp nén hướng lên khói tỏa mà để dẫn hồn người đi. Niệm Nam Mô A Di Đà, hướng này thâu đến thiên chi tỏa gian mặt đất mà để mọi nơi chứ khắp mà miền. Niệm Nam Mô A Di Đà, chúng tôi thắp lên năm phần hương tốt, khói bay lên nghi ngút mười phương. Niệm Nam Mô A Di Đà, cúi xin cụ mở lòng thương nhận cho chúng tôi được mà để dâng hương chữ viếng hồn. Ơi hỡi cụ vong ơi, niệm Nam Mô A Di Đà. Dâng lễ lên bàn vong. Dâng hoa lên. Hoa thơm ngát cụ vong ơi, giờ này đoàn lễ dâng hoa, cụ ở nơi nào mau về nhận được hoa thơm đây nhé. Ơi ơi cụ ơi, giờ đây cụ ở chốn nơi nào, cụ hãy về đây mà chứng giám cho các cụ dân làng, dâng cho cụ tuần hoa. Niệm Nam Mô A Di Đà, tuần hoa dâng lên cầu Phật chứ cầu rời, cầu cho bây giờ mà các cụ dân làng mạnh khỏe an khang. Niệm Nam Mô A Di Đà, cầu cho con cháu chứ gia đình cũ được bình yên. Niệm Nam Mô A Di Đà, dâng hoa lên bàn vong. Dâng quả. Thank you.
Thôi được rồi, cạn nó. Nó quạt này thì chấp nhận. Tắt đi một lúc cũng được. Hỡi vong linh cụ ơi, linh hồn cụ vãng phất nơi à nào, cụ hãy về đây mà chứng giám cho các cụ dân làng, dâng cho cụ quà tươi. Niệm Nam Mô A Di Đà. Quà tươi dâng lên cầu Phật chứ cầu rời, cầu cho bây giờ mà cụ được về nơi chứ xuôi vàng. Niệm Nam Mô A Di Đà. Vong hồn cụ được siêu sinh ơi, hỡi cụ vong ơi. Niệm Nam Mô A Di Đà. Dâng quả lên bàn vong. Tiến trà ly. Cụ vong ơi, cụ đi xa hay ở chứ nơi gần, cụ hãy về đây mà chứng giám cho các cụ dân làng, dâng cho cụ trà ly. Niệm Nam Mô A Di Đà. Trà ly dâng lên độ cho bây giờ mà cụ được về nơi chứ xuôi vàng, xuôi vàng an giấc ngàn thu. Niệm Nam Mô A Di Đà. Thanh nhàn tịnh độ siêu sinh. Niệm Nam Mô A Di Đà. Dâng trà ly lên. Ô ô, đừng đừng lùi lùi xuống 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 đi, xuống xuống đi. Xuống đi. Quỳ. Bước vào thắp nén hương lên, hương lên khói tỏa mà để dẫn đường hồn đi.
Niệm Nam Mô A Di Đà. Hướng này thâu đến thiên chi tỏa thâu cùng thiên địa thần kỳ, thần kỳ chứng minh. Niệm Nam Mô A Di Đà. Vài chúng tôi có một lòng thành, cầm hương mà đốt dâng lên chư thiên đình. Niệm Nam Mô A Di Đà. Hương này mà thâu đến thiên chi tỏa gian mặt đất, mọi nơi chứ khắp mà miền. Niệm Nam Mô A Di Đà. Hương này thâu đến thiên chi tỏa gian mặt đất, mọi nơi chứ khắp mà miền. Niệm Nam Mô A Di Đà. Hương này mà thất phách thăng thiên, thất phách giang địa thiên nhiên có muôn đời. Niệm Nam Mô A Di Đà. Bình thân. Thế đây thì là tiền của các con này, các cháu này. Thế là cũng đoàn làm lễ dâng hương cho cụ này. Thế là cũng lại mang ra để động viên cho đoàn. Vâng. Đoàn xin nhận lấy có tiền này, dâng lên để viếng vong hồn cụ đây. Viếng rồi mà đoán lại chúc ý cho con cháu của cụ mạnh khỏe an khang, có thọ trang là giàu sang phú quý có muôn đời. Mẹ già như quả cầu vàng, gió lay mẹ dụng con càng xót xa. Lấy ai trông cửa trông nhà, chả bằng có mẹ có cha ở trên đời. Ơi hỡi mẹ ơi, mẹ đi thăm thăm có ngàn sầu, chúng con biết mẹ ở đâu có mà tìm. Ơi hỡi mẹ ơi, mẹ đi gọi đất có năm đồng, nắng mưa sương gió trong lòng chúng con đau. Ơi hỡi mẹ ơi. Chỉnh hàng. Lễ tạ. Tôi thắp lên năm phần hương tốt, khói bay lên tỏa khắp mười phương. Cúi đầu cúi xin cụ mở lòng thương, nhận cho chúng tôi được
dâng hương viếng hồn. Niệm Nam Mô A Di Đà. Tôi thắp tuần hương này dâng lên viếng cụ, ai nấy đều thương xót cụ vong. Niệm Nam Mô A Di Đà. Chúc cụ về suối vàng siêu sinh tịnh độ, nơi suối vàng cụ an giấc ngủ ngàn thu. Niệm Nam Mô A Di Đà. Lễ tạ. Đoàn hôm nay đến đây dâng lễ cho cụ vong đã là xong. Và đoàn xin cảm ơn gia đình, con cháu, họ nội, họ ngoại